Xin chào các em. Rất vui mừng gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình phát trên đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thầy là giáo viên Trịnh Thanh Nhàn, trường Trung học phổ thông Núi Thành, huyện Núi Thành. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em luyện tập bài phương trình mặt phẳng tiết thứ hai. Trong tiết 1 vừa rồi thì ta đã luyện tập hai dạng. Dạng 1 là xác định tọa độ vectơ phổ tuyến của mặt phẳng. Dạng 2 là viết phương trình của mặt phẳng. Và tiết học hôm nay chúng ta sẽ luyện tập dạng 3, tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Dạng 4, xác định tọa độ của điểm thuộc mặt phẳng. Bây giờ mời các em chúng ta vào tiết học thứ hai. Dạng 3, tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Để giải những bài toán liên quan tới phần này, các em cần lưu ý lại một số cái công thức chúng ta đã được học phần lý thuyết. Lưu ý thứ nhất, khoảng cách từ điểm M có tọa độ x0, y0, z0 đến mặt phẳng phê có phương trình ax cộng b cộng cz cộng d bằng 0. Đó là trị tuyệt đối của AX0 cộng B0 cộng CZ0 cộng D, tức là cái tử này nè, thì các em thế tọa độ điểm M vào vế trái của phương trình mặt phẳng phê thì ta được cái trang giáo trị đó chia cho căn bậc 2 của A bình B bình cộng C bình, tức là A là hệ số của X, B là hệ số của Y và C là hệ số của Z, tức là cái này còn gọi là độ dài vectơ phổ tuyến của mặt phẳng phê đó. Như vậy là để tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng phê thì các em phải cần biết được là tọa độ của điểm M. Thứ hai nữa là phương trình của mặt phẳng phê. Và ta nhớ công thức. Cái lưu ý thứ hai là cho hai mặt phẳng song song phê có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0 và mặt phẳng Q có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D phải bằng 0. Ở đây các em lưu ý là D phải khác D. Và điểm M có tọa độ x0, y0, z0 thuộc Q. Các em quan sát trên hình vẽ. Thì khi đó khoảng cách giữa hai mặt phẳng Q và phê chính là bằng khoảng cách từ điểm M thuộc mặt phẳng Q đến mặt phẳng phê. Và công thức khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng phê thì ta có như trên. Ở đây các em chú ý về công thức tính nhanh khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Để dùng công thức tính nhanh này thì mặt phẳng phê và mặt phẳng quy này thì vectơ phổ tuyến phải giống nhau, tức là cũng là ax bi cộng c ax cộng bi cộng cz giống nhau, chỉ khác nhau về d với d phải thôi. Thì lúc đó ta có công thức là trị tuyệt đối của d trừ d phải, d trừ d phải chia cho căn bậc hai của a bình cộng b bình cộng c bình. Các em lưu ý cái công thức tính nhanh. Sau đây là có cái bài tập. Câu số 1. Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm M tọa độ là 0 trừ 1 2 đến mặt phẳng phê có phương trình 2x cộng 2y trừ z trừ 5 bằng 0. Bài. Ta có 4 cái đáp án. Đáp án A là khoảng cách bằng 1, đáp án B khoảng cách là 9 trên căn 5, đáp án C là khoảng cách bằng 3 và đáp án D là khoảng cách là 4 phần 3. Thì các em thấy là cái đề người ta đã cho tọa độ điểm M rồi, mặt phẳng phê đã có phương trình rồi. Các em chỉ cần nhớ công thức tính khoảng cách, chúng ta rót vô tính là kết quả thôi. Ta có điểm M, ta có phương trình mặt phẳng phê. Như vậy công thức tính khoảng cách là trước hết các em thế cái tọa độ điểm M vô cái vế trái của mặt phẳng phê, tức là x 0 trừ 1 các em thế y và 2 tức là thế vào z. Như vậy lúc này ta được cái tử số. Cái tử số này các em nhớ là đặt trong cái dấu trừ đó. Rồi, chia cho căn của 2 bình cộng 2 bình cộng trừ 1 bình thì 2 trừ 1 này là đây, hệ số của gì?
hai là hai trừ một bình phương. đấy. Và lúc này ta được Tranh tử các em tính được là bằng bằng 9, dưới mẫu là căn của 9 là căn bằng 3, như vậy 9 chia 3 là bằng bằng 3. như vậy đó là đáp án C. Câu số 2. Trong không gian Ox y giấy, khoảng cách giữa hai mặt phẳng phê có phương trình là x cộng 2y cộng 4 bằng 0 và quy x cộng 2y trừ 1 bằng 0. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng này bằng ta có 4 cái đáp án. Khoảng cách là bằng căn nam, khoảng cách là bằng nam, khoảng cách là 3 trên căn nam. Và đáp án D là khoảng cách là 3. Thì nhìn vô phương trình của mặt phẳng phê và mặt phẳng quy là các em thấy là nó là cái giống nhau này, x cộng 2y, x cộng 2y. Nó chỉ khác cái số D cộng 4, ở đây là trừ 1. Như vậy rõ ràng là hai mặt phẳng này là song song rồi. Và do cái vectơ phốt tuyến của mặt phẳng phê và phốt tuyến của mặt phẳng quy là bằng nha. Do đó chúng ta có thể dùng công thức tính nhanh để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng phê với quy này. Ta có trị tuyệt đối của D trừ D phải chia căn của A bình cộng B bình cộng C bình. D ở đây là số 4. D phải là trừ 1. Và A là 1, A bình cộng B là 2. C giấy C không có. Ở đây không có giấy, tức là C bằng bằng 0. Các em lưu ý nha. Và ta có được là tử là bằng nam, dưới mẫu là căn nam. Ta rút gọn là đều bằng căn. Căn nào. Và lúc này đáp án là A. Và tiếp theo sẽ là câu số 3. Trong không gian Ox y giấy, cho mặt cầu X có phương trình X trừ 2 bình cộng Y cộng cho 3 bình phương cộng Z bình phương bằng 25. Và mặt phẳng phê có phương trình là X cộng 2Y trừ 2Z trừ 8 bằng 0. Biết mặt phẳng phê các mặt cầu X theo giao tuyến là một đường tròn C. Bán kính của đường tròn C bằng. Ta có 4 cái đáp án. A là bán kính là bằng 3, B bán kính bằng 5, C bán kính bằng 4 và D là bán kính bằng căn 2. Để giải được bài này thì đầu tiên là cái mà có hình vẽ, ta quan sát hình vẽ. Mặt phẳng phê thì các mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn. Đường tròn. Ở đây tâm đường tròn là điểm H, H là hình chiếu vuông góc của điểm Y trên mặt phẳng phê. Trên đường tròn nó thể lấy điểm M thì cái HM chính là bán kính của đường tròn. Độ dài IM chính là bán kính của mặt cầu. Ở đây đề người ta yêu cầu là các em phải tính cái bán kính của đường tròn, tức là R nhỏ là bằng cái độ dài HM các em. Thì làm sao để tính được cái độ dài HM? Thì các em thấy rằng là cái đề người ta đã cho được cái phương trình mặt cầu. Phương trình mặt cầu thì nhìn vô phương trình mặt cầu các em sẽ đạt được tâm và bán kính của nó. Đây, mặt cầu ấy có tâm là 2 trừ 3 0. Còn bán kính là bằng 5. Các em thấy rằng cái tam giác IHM này, tam giác IHM là tam giác vuông tại H. Ta đã có được IM tức là R nên là bằng 5, bán kính của mặt cầu. Bây giờ để tính được HM thì các em chỉ cần tính thêm độ dài IH. Mà chúng ta thấy rằng là IH nó vuông góc với mặt phẳng phê, H thuộc phê. Cho nên cái độ dài IH này chính là khoảng cách từ Y đến mặt phẳng phẳng phê. Thầy gọi H là hình chiếu vuông góc của Y lên phê. Thì ta có cái độ dài IH này, ta bằng khoảng cách từ Y đến đến phê. Mà do đã Y là có tọa độ rồi, Y ta đã đạt được tọa độ. Mặt phẳng phê người ta đã cho được phương trình. Đây, bây giờ các em tính khoảng cách từ Y tới phê theo công thức người ta đã vừa vừa đạt.
là ta thế tọa độ điểm y vào vế trá của mặt phẳng phê, ta được cái tử đặt trong trị đó các em. Can của một bình cộng hai bình cộng trừ hai bình, và ta tính được là bằng 4. Như vậy ta có được độ dài IH là bằng 4, IM là bằng 5. Như vậy ta dùng định lý Pythagore trong tương giúp vuông thì ta tính được HM. Như vậy bán kính của đường tròn C là R nhỏ chính là bằng độ dài HM và bằng can của R bình trừ IH bình. Và ta có được là can của nam bình phương trừ 4 bình phương và bằng 3. Đó là đáp án A. Câu tiếp theo, câu số 4. Thì bài này người ta yêu cầu là các em phải tính cái chiều cao DH của tứ diện. Như vậy ta tính bằng cách nào? Thì các em quan sát hình vẽ. Này, ta có cái hình vẽ. DH là chiều cao của tứ diện ABCD. Như vậy là để tính được DH là các em chỉ tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng ABC. ABC thôi. Đúng không ạ? Ta có DH là khoảng cách từ D đến mặt phẳng ABCD. Bây giờ điểm D đã có tọa độ rồi. Điểm D đã có tọa độ rồi. Bây giờ muốn tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng ABC, chúng ta phải cần tìm thêm cái gì các em nè? Chúng ta phải tìm thêm phương trình của mặt phẳng ABC. Tìm thêm phương trình của mặt phẳng ABC. Thì các em quan sát tọa độ điểm A, điểm B và điểm C. Các em thấy ba điểm này đặc biệt. Đúng không? Điểm A là thuộc trục OX này, điểm B thuộc OY và điểm C thuộc trục OZ. Cho nên phương trình mặt phẳng ABC chúng ta sẽ dùng phương trình theo đoạn chán. Để ta viết nhanh. Ta có là X chia A là chia 1, Y chia B cũng 1, Y chia C 1 bằng 1. Và ta chuyển vế thu được phương trình x cộng y cộng giấy trừ 1 bằng 0. Và ta đi tính khoảng cách từ D, tọa độ là trừ 2, 1, trừ 1 đến mặt phẳng ABC. Có phương trình là x cộng y cộng giấy trừ 1 bằng 0. Đấy. Ta có khoảng cách là bằng trị tuyệt đối chia can. Như vậy các em thế tọa độ điểm D vô vế trá của phương trình mặt phẳng ABC, ta được là trang tử các em tính được bằng 3 dưới mẫu là căn 3. Như vậy 3 chia căn 3 là bằng căn 3. Vậy DH là bằng căn 3. Là đáp án B. Sau đây là câu số 5. Trong bài này thì người ta yêu cầu là tìm phương trình mặt phẳng quy. Mặt phẳng quy này là song song với phê và mặt phẳng quy là tiếp xúc với mặt cạnh. Chúng ta quan sát cái hình vẽ. Ở đây chúng ta biết rằng là mặt phẳng quy ấy, là song song với mặt phẳng phê. Mà mặt phẳng phê người ta đã cho phương trình rồi, cho nên từ đây chúng ta có thể suy ra được cái dạng phương trình của mặt phẳng quy. Mặt phẳng quy song song với phê nên phương trình của mặt phẳng quy có dạng là x trừ 2y trừ 2 giấy cộng d bằng 0. Ở đây các em lưu ý là d phải khớp chính. D phải khớp chính. Bây giờ vấn đề các em tìm cái số d trong phương trình mặt phẳng quy nữa là sao? Thì để tìm cái số d này thì các em quan sát hình vẽ. Các em thấy mặt phẳng quy tiếp xúc với mặt cầu. Có nghĩa là mặt phẳng quy nên nó vuông góc với cái bán kính của mặt cầu tại cái tiếp điểm H. Như vậy các em thấy là IH vuông góc với quy thì cái IH này chính là khoảng cách từ điểm Y đến mặt phẳng quy. Và độ dài IH này cũng chính bằng bán kính R. Và mặt cầu người ta đã cho là X bình cộng Y bình cộng Z bình bằng 9. Cho nên cái mặt cầu X này có tâm y tọa độ là 0, 0, 0 và bán kính R bằng 3. Như vậy là mặt phẳng quy tiếp xúc với mặt cầu ấy khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng quy chính là bằng bán kính.
Vâng, bán kính. Và khoảng cách từ y tới mặt phẳng quy thì ta có tọa độ điểm y 0 0 0 phương trình mặt phẳng quy. Đây, như vậy ta thế vô ta được vế trá. Bằng R, R thì các em thế thành số số 3. À, như vậy ta có được một phương trình. Và phương trình này thì trị tuyệt đối ở trên tử số thì còn là tuyệt đối của D. Còn dưới mẫu các em tính được là bằng 3. Chúng ta quy đồng bỏ mẫu khứ thì ta được là 9. Nhưng mà trị đối của D bằng 9. Ta được D bằng 9 hoặc là D bằng trừ 9. Như vậy các em thấy D bằng 9 thì nó không thỏa cái điều kiện này. D khó 9. Bây giờ D bằng trừ 9 là bị lộn. Như vậy D bằng trừ 9 là thỏa điều kiện này. À, như vậy chúng ta lấy được D bằng trừ 9. Vậy phương trình của mặt phẳng quy là x trừ 2y trừ 2z trừ 9 bằng 0. Và đó chính là đáp án A. Tiếp theo các em qua dạng số 4. Dạng số 4 là dạng xác định tọa độ của điểm thuộc mặt phẳng. Để xác định tọa độ của điểm thuộc mặt phẳng thì các em cần lưu ý cho thầy cái nội dung sau. Điểm AM có tọa độ x0, y0, z0 thuộc mặt phẳng phê AX cộng B cộng C, z cộng D bằng 0. Khi và chỉ khi là AX0 cộng B, y0 cộng C, z0 cộng D bằng 0. Có nghĩa là các em thế tọa độ của điểm AM vào vế trá của phương trình mặt phẳng phê. Nó được một đẳng thức đúng thì chính là điểm M thuộc mặt phẳng phê. Tập vào câu số 1. Trong không gian OX, YZ cho mặt phẳng alpha x cộng y cộng z trừ 6 bằng 0. Điểm nào sau đây không thuộc alpha? Các em nhớ là không thuộc mặt phẳng alpha. Ta có 4 cái đáp án. Đó là điểm M có tọa độ là 2, 2, 2. Điểm N tọa độ là 3, 3, 0. Đáp án C, điểm phê có tọa độ là 1, trừ 1, 2. Và đáp án D, điểm Q có tọa độ là 1, 2, 3. Thì để kiểm tra một điểm có thuộc mặt phẳng hay không là các em chỉ cần thế tọa độ của điểm đó vào phương trình của mặt phẳng phê. Nếu ta được một đẳng thức đúng thì điểm nó thuộc, còn ta được một đẳng thức không đúng thì điểm nó không thuộc. Trước hết là thầy xét điểm M có tọa độ là 2, 2, 2. Các em thế tọa độ điểm M x bằng 2, y bằng 2, z bằng 2 vô phương trình của mặt phẳng alpha. Đấy, thì ta được là 2 cộng 2 cộng 2 trừ 6 bằng 0. Thì rõ ràng đây là một đẳng thức đúng. Như vậy M thuộc mặt phẳng alpha. Chúng ta xét điểm N có tọa độ là 3, 3, 0. Thì tương tự các em thế tọa độ điểm N x là 3, y 3, z 0 vô phương trình mặt phẳng alpha. Thì lúc này ta được 3 cộng 3 cộng 0 trừ 6 bằng 0. Đúng. Như vậy, điểm N thuộc mặt phẳng alpha. Tiếp theo, ta xét điểm phê. Điểm phê tọa độ là 1 trừ 1, 2. Các em thế tọa độ điểm phê x bằng 1, y bằng trừ 1, z bằng 2 vô mặt phẳng alpha. Thì ta được 1 trừ 1 cộng 2 trừ 6. À, cái này khó không? Khó không rồi kìa. Cho nên phê không thuộc mặt phẳng alpha. Và ta xét tiếp tục, ta xét điểm Q là 1, 2, 3. Thì các em thế vào đây, chúng ta cũng được một đẳng thức đúng. Như vậy Q thuộc alpha. Như vậy thì có một cái điểm phê là không thuộc mặt phẳng alpha. Đấy, ta chọn đáp án C. Như vậy các em thấy là ta khi mà làm bài trắc nghiệm thì các em kiểm tra cái điểm phê không thuộc mặt phẳng alpha. Đến đây là các em sẽ chọn đáp án được rồi. Nhưng mà trong phần này thì thầy kiểm tra luôn cái điểm Q. Nó có thuộc cái mặt phẳng alpha hay không. Đấy. Cái câu tiếp theo. Câu số 2. Trang không gian OX, YZ cho điểm AM có tọa độ 1, 2, 3 và mặt phẳng phê 2x trừ 2y trừ z trừ 4 bằng 0. Gọi H có tọa độ A, B, C là hình chiếu vuông góc của điểm M trên phê.
giá trị của A cộng B cộng C bằng. À, ta có 4 cái đáp án. Thì bài này liên quan tới cái hình chiếu vuông góc của một điểm trên mặt phẳng. Và ta đi tìm tọa độ của cái điểm H này. Thì trước hết các em quan sát cái hình vẽ. H là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng phê, có nghĩa là ta có MH vuông góc với phê. Và H là thuộc mặt phẳng phê. Thì mặt phẳng phê có vector phổ tuyến là vector N. Như vậy là để tìm tọa độ của điểm H gồm ba cái A, B, C này thì thầy phải đi lập ba cái phương trình. Ba phương trình chứa có cái ẩn số là A, B, C và thầy giải cái hệ ba ẩn ba phương trình đó để thầy đi tìm cái A, B, C này. Thì trước hết là thầy có được cái phương trình đầu tiên là do điểm H thuộc mặt phẳng phê nên ta có 2A trừ 2B trừ C trừ 4 bằng 0. Có nghĩa là các em thế cái tọa độ điểm H, A, X là A này, Y là B, Z là C, các em thế vào phương trình mặt phẳng phê này thì ta được cái phương trình số 1. Tiếp theo là quan sát trên hình vẽ thì chúng ta thấy là cái vector MH và vector N, hai vector này cùng phương. Cùng phương. Cho nên dựa trên cái yếu tố cùng phương của hai vector này để thầy tìm ra hai cái phương trình nữa. Vector MH là A có tọa độ A trừ 1, B trừ 2, C trừ 3. Còn mặt phẳng phê thì có vector phổ tuyến là 2 trừ 2 trừ 1. Vì vector MH và vector N là cùng phương, cho nên ta có tỷ lệ A trừ 1 chia 2 thì bằng B trừ 2 chia trừ 2 và bằng C trừ 3 chia trừ 1. Ở đây. Từ cái tỷ lệ thứ nhất bằng tỷ lệ thứ hai ta được của phương trình. Từ cái tỷ lệ thứ nhất bằng tỷ lệ thứ ba ta được cái phương trình số 3. Như vậy từ phương trình 1, phương trình 2 và phương trình 3. Ba phương trình này các em chỉ cần dùng máy tính bấm thôi. Ta đã thể tìm được kết quả nhanh chóng. Ta đem được A là bạn bằng 3, B bằng 0 và C bằng 2. Như vậy là tọa độ điểm H có là 3, 0, 2. Và cái đề người ta yêu cầu là tính giá trị A cộng B cộng C. Các em lấy A cộng B cộng C là bằng 3 cộng 0 cộng 2 là bằng 5. Và ta chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 3. Trong không gian ối giấy cho 3 điểm A tọa độ 201, B 100, C 111 và mặt phẳng phê x cộng y cộng z trừ 2 bằng 0. Mặt cầu x đi qua 3 điểm A, B, C và có tâm y thuộc phê. Hoành độ của điểm y bằng. Đáp án A 0, đáp án B 1, đáp án C trừ 2 và đáp án D là bằng 2. Các em quan sát hình vẽ. Cái đề người ta hỏi là hoành độ điểm y. Nhưng mà để trả lời được câu hỏi này thì thầy cũng phải đi tìm tọa độ của điểm y. Thầy gọi điểm y có tọa độ là A, B, C là tâm của mặt cầu A. Thì để dễ tìm được A, B, C, thầy cũng tìm cho được ba phương trình chứa các ba ẩn A, B, C này. Để thầy đi dễ cái hệ đó thầy mới tìm được A, B, C. Mà cầu x có tâm y mà đi qua 3 điểm ABC thì các em quan sát hình vẽ ta thấy là có cái độ dài IA bằng độ dài IB bằng độ dài IC. Ta có 3 độ dài nó bằng nhau. Như vậy điều này cũng tương đương với IA bình bằng IB bình và IB bình bằng IC bình. Như vậy các em có tọa độ điểm y có tọa độ điểm A, điểm B, điểm C. Các em rốt vô công thức tính độ dài của hai cái đẳng thức này thì ta được cái hệ. Và trong mẫu phương trình này các em khai triển rút gọn này
chuyển vé thì ta thu được hai cái phương trình. Phương trình thứ nhất là trừ 2A trừ 2C bằng trừ 4, và phương trình thứ hai là 2B cộng 2C bằng 2. Đây là phương trình 1, đây là phương trình số A. Bây giờ thầy tìm thêm phương trình số 3. Phương trình số 3 là do cái tâm y này thuộc cái mặt phẳng phê. Tâm y thuộc mặt, cho nên ta thế cái tọa độ tâm y vô phương trình mặt phẳng phê nữa là ta được phương trình số 3. Từ phương trình 1, phương trình 2 và phương trình 3, 3 phương trình này, các em dùng máy tính bấm dễ dàng tìm ra được A, B, B, C. Ta tìm được A là bằng 1, B bằng 0 và C bằng 1. Và như vậy hoành độ của tâm y chính là A, A bằng 1. Như vậy ta chọn đáp án B. Như vậy là qua cái hai cái dạng bài tập đó, thì các em cần lưu ý cho thầy phần tổng kết của tiết học này. Về nội dung thứ nhất là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng phê, là các em lưu ý kỹ cho thầy cái công thức tính nha. Như vậy thầy nhắc lại là muốn tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng phê thì các em phải biết được tọa độ của điểm M, biết được phương trình của mặt phẳng phê và nắm kỹ cái công thức. Thì ta thường sử dụng cái khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng để giải một số cái bài toán mà nó liên quan ở trong phần tương giao giữa mặt phẳng và mặt cầu. Thì cái này thì thường ta tính khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng. Rồi tính chiều cao của hình chốt, tức là tính khoảng cách từ đỉnh đến mặt phẳng đá, và một số cái dạng khác nữa. Cái thứ hai là xác định tọa độ của điểm M thuộc mặt phẳng phê có phương trình là AX cộng BA cộng CA cộng D bằng 0. Thì bước thứ nhất, các em gọi điểm M có tọa độ là ABC. M thuộc mặt phẳng phê nên các em thế cái tọa độ điểm M vô phương trình của mặt phẳng phê. Ta được là phương trình thứ nhất. Rồi bước thứ hai là sử dụng các giả thiết còn lại của bài toán đó. Các em thiết lập thêm hai phương trình theo các ẩn ABC. Như vậy ta thiết lập hai phương trình với lại cái phương trình thứ nhất này. Các em kết hợp ba cái phương trình đó, ta giả tìm được ABC và ta kết luận điểm M. Và sau đây là phần bài tập tự luyện. Các em lưu lại cái bài tập để chúng ta làm củng cố lại cái những dạng bài tập đã học. Tiết học của hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.